Ngày 19 tháng 5, tại Ủy ban nhân dân quận Áo Phú, Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, Hội Thiện nguyện Tơi và Tây thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Ủy ban nhân dân quận Áo Phú tổ chức chương trình trao tặng xe đạp cho học sinh khuyết tật, mồ côi, yếu thế và người già neo đơn trên địa bàn quận. Tham dự có ông Nguyễn Trọng Đàm, nguyên thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, chủ tịch Hội bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam các thành viên hội thiện nguyện T và T thành phố Hồ Chí Minh, ông Phùng Minh Tân, phó bí thư thường trực huyện ủy, ông Lê Thanh Phương, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú. Theo đó, tại Ủy ban nhân dân Quyện, đoàn đã trao tặng 89 chiếc xe đạp cho học sinh khuyết tật, mồ côi, học sinh nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở các xã Vĩnh Hậu, Vĩnh Trường, Vĩnh Hội Đông, Phú Hữu, Phước Hưng, Quốc Thái, Khánh Bình, thị trấn An Phú và thị trấn Đa Phước mỗi chiếc xe đạp trị giá 1 triệu 500 ngàn đồng. Tại xã Nhân Hội, đoàn cũng đã trao tặng 53 chiếc xe đạp cho học sinh mồ côi, khuyết tật, yếu thế, trị giá mỗi chiếc là 1 triệu 500 ngàn đồng và trao tặng 60 phần quà cho học sinh khuyết tật, mồ côi, trẻ, yếu thế và người già neo đơn trên địa bàn. Mỗi phần quà gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 10 kg gạo. Tổng trị giá đợt trao xe đạp và quà lần này trên 269 triệu đồng do Hội Thiện nguyện Tây và Tây Thành phố Hồ Chí Minh và các mạnh thường quân hỗ trợ. Phát biểu tại chương trình, ông Nguyễn Trọng Đàm, nguyên Thứ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật và trẻ mồ côi Việt Nam, trân trọng cảm ơn và đánh giá cao nghĩa cử cao đẹp của các thành viên Hội Thiện nguyện Tây và Tây Thành phố Hồ Chí Minh đã đóng góp cũng như vận động các nguồn lực giúp đỡ cho các đối tượng yếu thế trong xã hội. Ông Nguyễn Trọng Đàm mong muốn thời gian tới, Hội Thiện nguyện TNT thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chung tay vận động hỗ trợ học sinh khuyết tật, trẻ mồ côi, học sinh nghèo vươn lên trong cuộc sống, góp phần thực hiện tốt an sinh xã hội. Cũng tại chương trình, ông Quỳnh Văn Cường, đại diện thành viên Hội Thiện nguyện TNT thành phố Hồ Chí Minh chia sẻ Mọi chiếc xe đạp được trao đều thể hiện sự quan tâm, chia sẻ khó khăn với học sinh nghèo. Mong rằng đây là sự khởi đầu tốt đẹp, tiếp thêm niềm tin, sức mạnh để các em vững tin bước tiếp con đường học vấn. Ông Lê Thanh Phương, Phó Chủ tịch Quỹ ban nhân dân Quỹ Áo Phú trân trọng cảm ơn ghi nhận tấm lòng quý báo của Hội Thiện nguyện TNT Thành phố Hồ Chí Minh, sự kết nối của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật và Trẻ Mồ Côi Việt Nam đã mang đến phần quà ý nghĩa cho học sinh quyện đầu nguồn An Phú. Đồng thời mong muốn thời gian tới, quyền Áo Phú tiếp tục nhận được sự hỗ trợ những chương trình tương tự để kịp thời động viên các em học sinh nỗ lực dương lên trong học tập chăm ngoan học giỏi trở thành những chủ nhân tương lai của đất nước